Sau đây là kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 20 tháng 7 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 80. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 894. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5366, 2283, 4693. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2043. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 18061, 14539, 64476, 43956, 30917, 10277, 91586. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 21152, 53052. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05171. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 65073. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 519388. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 519388.